năm 2008, Tuệ Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô được xem là người đẹp đầu tiên của thế hệ 9, đại diện đầu tiên của miền Trung đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp danh lạnh này. Tuy nhiên, ngay sau đêm đăng quang, Tuệ Dung vướng phải lùm xùm liên quan đến học vấn. Cụ thể, khi đăng quang, Tuệ Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông gì đã nghỉ học từ giữa năm lớp 12. Mặc dù được Bộ Tài chính khẳng định không vi phạm quy chế gì, cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có năng lực trung học phổ thông chứ không phải đã tốt nghiệp trung học phổ thông, song Tuệ Dung vẫn phải nhận rất nhiều chỉ trích từ công chúng. Ngay sau khi đăng quang, hình ảnh của Tuệ Dung đã xuất hiện ở trang web Lô Ban Baltic với tư cách là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World. Nhưng vì can đang học vấn, người đẹp đành bỏ qua cơ hội này, nhường sân chơi cho Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Năm 2008 đến 2009, Tuệ Dung trở lại trường trung học phổ thông để xong xuôi nốt chương trình học. Cô cũng từ bỏ cơ hội du học để thực hiện những bổn phận của một tân hoa hậu. Trong 2 năm đương nhiệm, ngoài những lần nắm buộc phải xuất hiện để thực hiện sứ mệnh của một hoa hậu, Tuệ Dung hiếm khi tham dự các sự kiện của làng giải trí. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 11 năm giữ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008, ngoài những show thời trang của các nhà thiết kế thân thiết, Tuệ Dung dường như xa lánh showbiz Việt. Năm 2014, Tuệ Dung một lần nữa dấn can đăng khi bị bà xã cũ đại gia Đức An siêu mẫu Ngọc Thúy công bố dàn mặt. Ngọc Thúy tố Tuệ Dung sử dụng nhiều tài sản đang tranh chấp giữa cựu siêu mẫu này và đại gia Đức An. Sự việc ùn ùn đến mức Tuệ Dung phải công bố khẳng định phiên bản thân không làm gì sai, đồng thời đang ở trong căn hộ bé dại được mua bằng tiền của mình chứ không phải sống trong nhà đại gia Đức An. Năm 2017, sau 9 năm đăng quang, Tuệ Dung được đề cử tham gia cuộc thi Miss International Hoa hậu siêu quốc gia 2017. Nhưng đến phút chót cô lại từ chối vì gia đình có việc quan trọng. Lỡ dở nhiều cơ hội tỏa sáng ở các sân chơi lớn trên thế giới, cũng hờ hững với hào quang showbiz, Tuệ Dung chọn cho mình cuộc sống khá bí mật đáo, nhẹ nhàng. Chẳng bao giờ người ta thấy cô xuất hiện với những món hàng hiệu đắt đỏ hay những câu chuyện lùm xùm. Suốt 11 năm, Tuệ Dung luôn giữ phép tắc 20, không phô trương đời sống cá nhân, không chạnh lòng gì nhận xét của khán giả. Được biết, hơn một năm trở lại đây, cô thám xuyên qua lại giữa Mỹ và Việt Nam để giúp bố mẹ quản lý việc kinh doanh ở Mỹ. Tháng 7 năm 2019, Tuệ Dung chính thức qua Mỹ định cư cùng gia đình. Thỉnh thoảng cô về lại Việt Nam để...